Ông Thích Minh Tuệ lặng lẽ đi nơi khác ẩn tu sau khi hàng trăm người đến làm phiền, đám đông tìm vào tận tròi, dẫm nát cây cối. Những ngày đầu tháng 6, hàng ngàn lượt người từ các địa phương đổ về Gia Lai để tìm địa điểm ông Lê Anh Tú tức Thích Minh Tuệ ẩn tu. Vì muốn được nhìn thấy ông, nhiều người tìm mọi cách để tiếp cận căn tròi hoặc tỏa đi các ngã đường có khả năng ông Thích Minh Tuệ đi khất thực. Trước sự tập trung của hàng trăm người dân, ông Thích Minh Tuệ đã lên tiếng ngăn cản và cho biết, việc tập trung đông người tìm đến nơi mình ẩn tu cũng ảnh hưởng đến quá trình tu tập, mất tự do và sự yên tĩnh. Vì vậy trong ngày 13 tháng 6, ông Thích Minh Tuệ đã lặng lẽ đi nơi khác ẩn tu. Dù biết ông Thích Minh Tuệ đã đi nơi khác ẩn tu nhưng hàng trăm người vẫn kéo đến tận căn chòi đơn sơ nằm sâu trong dãy của gia đình để tìm kiếm. Thậm chí, do số lượng người kéo đến đông đã dẫm đạp làm hư hỏng cây cối hoa màu trong dãy. Dù người nhà đã lên tiếng cho biết, ông Thích Minh Tuệ không ở đây nữa, dù đặt nước hay đồ ăn cũng không ai dùng thế nhưng nhiều người vẫn cố chấp để lại nước uống, đồ ăn rồi đành lễ vị trí ông đã ngồi để tu tập những ngày trước đó. Sau khi không tìm được ông Thích Minh Tuệ, một bộ phận người dân rồi cả các YouTuber, TikToker đã tìm đến nhà cha mẹ ông, chen nhau đứng kín cổng để quay phim, chụp ảnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình.